Buổi hôm trước là ta đã làm cái lớp học đao rồi. Trong lớp học đao thì cô có tạo một cái method, đó là method. Đây lớp nào? Lớp 06 hả? Cô quay lên lớp mình đi nha. Open à. Lớp mình là 03 SQLite. Đó. Các bạn chờ xíu. Rồi ok. Rồi cái cô mở cái lớp học DAO nè. Đây. Hôm bữa là cô đã tạo các bạn là cái hàm là read all nè. Là lấy dữ liệu ra và cô đã đổ dữ liệu ra được đây rồi. Bây giờ cô sẽ đổ dữ liệu lên custom list view. Đúng không ạ? Mà cái custom list view thì cô đã hướng dẫn các bạn rồi. Thì bây giờ cô sẽ không có làm lại nữa, không giảng, nhưng mà cô sẽ hướng dẫn các bạn về cách làm. Bây giờ cô sẽ làm sang đây, nhưng cô sẽ copy. Cô sẽ không có gõ lại từ đầu nữa. Thứ nhất, cái layout này cô sẽ đổi nó thành cái gì ạ? Cái list, list view đúng không? À, cái này tôi sẽ đổi nó thành list view. Cái này cô sẽ để, đấy nha, cô sẽ để cái này thành relative layout. À, cái này cô đổi thành relative layout là cô có ý đồ hết nha. Chờ xíu. Xong ở đây cô sẽ để cho các bạn cái này là cái list view. Đấy. À, match parent, cái này cô cũng để match parent luôn. Đặt cái ID cho nó nè. Đấy, list view lớp học nè. Ok. Rồi cô nail nó vào ở mẹ trên. Đây cô sẽ nail nó vào cái mẹ trên và mẹ trái đúng không? Trên và bên trái. Thì đây cô sẽ lập align parent top là để chu. Và align parent left là cô để là chu luôn. Đấy, ok. Xong. Rồi bên này các bạn tạo cho cô nè. Mọi thứ tạo hết rồi, bây giờ chỉ cần tạo một cái adapter đúng các bạn. Một cái adapter và một cái giao diện đúng không ạ? Cái cell nè, đúng không? Cái cell. Thì cô sẽ vào đây, cô copy. Đây. Rest nè. Vào layout nè, cô copy cái cell. Cái này tôi có cái sinh viên item. Đây. Sinh viên item nè các bạn. Thì cô copy luôn anh này. Ctrl C. Các bạn copy xong các bạn customize, khỏi phải tạo lại. Sang ở bên rest này cô Ctrl V nè. Layout cô Ctrl V đây. Ctrl V đâu rồi? Ctrl copy nè. Copy nè. Cái này cô paste nè. Paste. Đấy, ở đây cô để là lớp học layout item ha. Lớp học là item. Đấy. Có họ tên, có số điện thoại. Thì ở đây tôi không để. Các bạn để cái hình cũng được, không để cái hình cũng được. Thì nếu không cần hình các bạn xóa hình đi. Đó, xóa hình đi. Ok. Rồi, ở đây các bạn để cái cho cô là cái lớp. Lớp học, mã lớp và tên lớp đúng không? Đấy, cái chỗ này các bạn để cho cô là cái này linear. Cho nên cái này sẽ không để bover. Mà cái này các bạn là để cái gì? Align top to và align right. Align parent left to. Ok, nó neo hai bên. Ok chưa? Đấy, cần cái này là cô sẽ không để là họ tên. Mà cái này cô để là gì đấy ạ? Mã lớp. Cái này cô để là tên lớp. Ok. Được chưa? Đấy, được một cái cell như vậy. Đấy, còn xấu đẹp thì các bạn tính sau này. Có hai cái edit và cái delete này không có thì các bạn cũng có thể copy luôn, hoặc là các bạn tự tạo ha. Edit và delete nè, Ctrl C nè. Sau bên này các bạn Ctrl V cho cô ở trong drawable. Đấy, ok chưa? Ok. Đấy, có rồi. Có rồi thì nó sẽ hết lỗi. Được chưa? Hết lỗi. Ok chưa? Xong.
được xong được cái layout nhá, cái cell. Rồi bây giờ có một cái cũng cần copy nữa, đó là cái adapter nha các bạn. Đây, Java có cái adapter nè. Đấy, cái adapter buổi 4, buổi 3. Đấy, adapter, sinh viên adapter nè. Cô Ctrl C nè. Cô copy sang bên này, cô new một cái adapter ở đây. New một cái package adapter ở đây. Đấy, cô Ctrl V vào đây. À, cô sẽ đổi, không phải đổi sinh viên adapter, mà tôi đổi ra thành lớp học adapter. Ok. Đấy. Ok. Thì ở đây nó sẽ cũng đổi luôn nè các bạn, thấy không? Đổi luôn nè. Thì ở đây thay vì sinh viên tôi để sẽ là lớp. Lớp học nè. Thay sinh viên này bằng lớp học. Được chưa? Các bạn thấy hết lỗi chưa? Rồi xuống coi còn lỗi gì nữa nè. À, error tôi cũng phải import lại cái error. Đấy, hết lỗi. À, cái này không phải là sinh viên item mà sẽ là lớp học item. Image hình cái này không có, tôi bỏ. Image view hình không có, tôi bỏ. Đó. Ở đây không có get hình, tôi bỏ luôn. Được chưa? Đấy, cái này là position, cái này get cái gì đấy ạ? Get mã lớp. Và get tên, tên lớp. Ok. Cô sửa lại vậy thôi. Edit rồi, ok. Xong. Đấy, cô không giảng lại nữa. Bỏ cái này đi, cái này không cần dùng tới, bỏ luôn. Đấy, các bạn thấy là cô sẽ không giảng lại. Bởi vì cái nào mà các bạn coi lại cái video của cô ha. Video trước là cô đã giảng hết rồi. Những cái này hết giảng hết rồi nhá. Đấy, thì bây giờ cô chỉ copy sang thôi. Nghĩa là cô đổ dữ liệu ra list view. Rồi nó vẫn còn lỗi. Lỗi ở đâu? Đây, bấm cái này. À, có mấy import trên này nó không có đúng, ta xóa đi. Đấy, hết lỗi nha. Rồi bây giờ qua main activity nào. Ta tạo adapter cho nó nào. Adapter có rồi, các bạn có tạo cái lớp học adapter. Đó, adapter. Đó. Ở đây các bạn để cho cô là adapter gắn bằng. Xóa font này đi. Adapter gắn bằng new lớp học adapter. Đấy, cái context của ta sẽ là truyền main activity chấm dit. Dữ liệu của ta sẽ là cái anh data. Đó. Sau đấy ta sẽ để cái list view. List view chưa có. Bây giờ tôi khai báo list view nữa các bạn. List view. List view. À. Thì ta có sẽ là list view. À, phải khởi tạo list view nha, phải tham chiếu nè. List view chợ bằng file view by đi r.id. List view lớp học. Ok. Rồi, bây giờ các ta để là list view lớp học.set adapter. Đưa cái adapter vào. Ok. Bây giờ chạy lại nè. Ta quay lại cái dữ liệu của ta nè. Lớp học ta có 1, 2, 3, 4 lớp. LT nè, WD nè, UD nè, có 4 lớp. Giờ ta chạy lại xem nó có đúng ra 4 lớp không nha. 4 lớp ha. Nếu bạn nào chưa làm list view này thì về làm lại từ đầu cho cô. Có ra đúng ra 4 lớp không các bạn? Đúng chưa? Thấy nó đơn giản chưa? Tức là các bạn làm được rồi, chỉ cần đổ dữ liệu ra thôi. Mà cái hàm đổ dữ liệu thì cô đã làm rồi. Lớp học đau là cái hàm đổ dữ liệu làm rồi. Đổ dữ liệu nó trả về array list và ở bên này tôi chỉ cần lấy gì đó gán lại thôi. Data bằng đau chấm read on cái nó lấy hết. Được chưa? Rồi, bây giờ nè. Cái tiếp theo nè. Các bạn sẽ đặt câu hỏi là dữ liệu của các bạn để ở đâu? Bây giờ các bạn nhìn nha. Cả lớp để ý nè. Cái dữ liệu nằm ở đâu? Các bạn nhìn ở bên góc phải ở dưới cung nè. Click chuột này là device file explorer nè. Được chưa? Các bạn vào data nè. Chọn tiếp data nè. Nó sẽ liệt kê một loạt cái package. Ta coi package của lớp mình là gì? Là com.exam.lt15303. Các bạn kiếm xuống dưới này. Là com.exam example
Đây, LT15303 thấy không? Đấy chưa? Mở nó ra. Thấy database chưa? Đã thấy cái file LT demo chưa? Các bạn down cái file này về. Save as. Các bạn down nó về ở đây đi. Ok. Được chưa? Rồi bây giờ mở nào. Vào SQL Expert mở nào. Open. Open database. Đấy, chọn ổ D, rồi chọn All File. Thấy LT15303 demo chứ ạ? Ok. Đây, sinh viên nè. Lớp học nè. Database nè. Dữ liệu data nè. Có đúng lớp học của ta không? Thấy chưa? Hiểu không ạ? Tức là vào đây thì các bạn kiểm tra, nhưng khi các bạn bị lỗi không lấy được dữ liệu ra hoặc là có vấn đề gì đó, các bạn có thể mở nó ra để kiểm tra nó có dữ liệu của mình hay không. Đấy, đấy là một cách để debug ha, debug lỗi về dữ liệu ha. Mình phải nhìn được, còn bình thường các bạn làm các bạn không biết là nó có vô không. Hiểu không ạ? Đấy, mình mở ra mình kiểm tra. Cho nên các bạn sẽ cài sẵn cái này trên máy của các bạn cho cô. Rồi, bây giờ cô sẽ bonus thêm một cái nữa nào. Là bây giờ ta sẽ demo cho các bạn phần insert nhá. Về nhà các bạn để làm một assignment nè, nghe nghe. Cái này là để áp dụng làm một assignment nhá. Xem thêm sửa xóa ha. Bây giờ insert nào. Thứ nhất là trong main activity, cô sẽ thêm cho các bạn một cái icon insert. Có hai cách để thêm. Một cách là các bạn thêm cái menu, context menu. Một cách là các bạn thêm vào cái floating button. Cái floating button á, thì các bạn sẽ học ở bên chỗ Android, giao diện Android. Nhưng cô sẽ làm cho các bạn cả hai tình huống luôn ha. Nhưng mà từ từ bây giờ demo trước cái floating button trước ha. Hiểu không ạ? Cái button mà dấu cộng nằm ở phía góc phía dưới này nè. Hiểu không? Cái dấu cộng á. À, dấu thêm á. Rồi bây giờ nha. Đầu tiên là cô thêm cái icon nào. Đầu tiên là cô thêm cái icon dấu cộng nào. Click chuột phải vào Crawlable nè. Các bạn new ở đây là new cái vector nha, vector asset nè. Rồi các bạn chọn cái này, các bạn chọn cái dấu cộng cho cô ha. Các bạn add nè. Đấy, chọn đây dấu cộng này đi ha. À, dấu cộng này đi. Rồi chọn nó màu trắng đi ha. Ok. Đây dấu cộng màu trắng nè. Đó, kích thước của nó là để 30-30 nè. Rồi add nè. Ok chưa? Next nè. Finish, ok. Rồi bây giờ nha, cô thêm cái floating button nè. Floating. À không có. Không có thì ta phải thêm cái này các bạn nhá. Nghe nè, nghe nè. Muốn thêm cái floating button á thì các bạn sẽ vào đây nè. Vào cái gray. Vào cái gray. View gray. Các bạn thêm ở phía dưới này nè. Thêm cho cô cái design. À, thêm thì bây giờ tôi search nha. Nó cái chuỗi nó hơi dài, tôi search nè. Cái này sẽ là design. Cái này sao màng rớt rồi. Disconnect. Connect. Ủa sao rớt? Rồi ok. Đây cái này là cô để là Android Material Design. Coi GitHub. Metrave Android. Coi. Design. Coi cái chuỗi thôi. Cô phải add thêm cái chuỗi nữa. Ngay ở implement á. Đẹp không? Design đẹp không? Cuốn. Đâu rồi, nó sẽ hướng dẫn là đặc tả cái này nè. Support library nè.
cái thư viện của nó. À, các bạn lại phải add cái thư viện của nó cơ. Support version accessibility. Add. Đây method design component for Android. Get nhỉ, đây. Implement. Đây material design. Implement đây. Nó là cái này các bạn ạ. À. Đây là các bạn nào copy cái dòng này vào nhá. Cũng được, cái này material design cũng được, cũng đẹp. Hoặc là design thuần cũng được. Cái version của nó là version mấy nhỉ? Rồi bây giờ thế này, chỉ cho bạn cách này nhanh hơn nào. Thôi bây giờ thế này đi, cô xóa cái này đi. Các bạn search cái chữ material. Bây giờ nha, search cái này nha. Rồi các bạn thêm nè, các bạn vào file. Các bạn chọn cái project structure. Cái này là có luôn cái version đỡ ha. Ủa nó đang ấy à? Đâu, vào design. À, vào file, vào project structure. Đó, chọn dependency. Chọn app. Chọn dấu cộng. Chọn library dependency, search chữ material. Đấy, search. Đó. À chữ ma, xin lỗi. Nhầm. Rồi search material, đọc mét là ghi mét luôn, material. Chờ xíu. Chọn nó có chúng ta chọn cái version cuối cùng cũng được. Material. Sợ hơi lâu nhỉ. Trời ơi. Search nó lâu, trong kia lâu anh tôi search đây. Đâu ở đây nó có cái bản nào ta? Cái bản quá trời ai tầm. Đúng rồi. Đây nè. Ok chưa? Cái bản này là bản beta, bản alpha. Trời. Lấy bản 1.0.1 này cũng được nè. Thấy chưa? Cái này nè. Ok nha. Đấy, ok nè. Apply nè, thì nó sẽ instant nó cài luôn cho các bạn luôn nè. Thì ở đây nó sẽ implement nó, cài xong nó implement vào đây luôn. Thấy chưa? Đấy, implement anh này luôn. Đây nó đang chạy đó. Đây anh này. Ok, rồi bây giờ các bạn gõ bên này nhá. Gõ chữ floating button. Đây. Ủa không có hả? Rồi hình như phải tắt đi coi mở lại nó mới thấy sao ta. Ê đừng nói là phải tắt đi mở lại nha. Bữa trước hình như cũng bị vậy đó. Trời ơi. Rồi để cô mở lại cái mới. Đây open lại nè. Lớp mình là 03 nè. Ok. Đây. Gõ lại nè, chữ floating nè. Thấy chưa, giờ mới có nè. Floating action button nè. Ok chưa? Cái này là wrap content nè. Cái này là wrap content nè.
Rồi đưa cái hình vào nào. SRC nào. Là drawable edit add nè. Ok. Rồi. Các bạn sẽ thấy là ở đây design là nó sẽ có một cái floating mà nó nằm ở đâu rồi? Ở trên góc trên cùng nè. Ủa sao floating này để xấu dữ gì thôi. Ok, rồi bây giờ nhá. Các bạn neo nó lại nè. Cô neo nó nằm ở góc bên phải bên dưới cùng đúng không? Align button nè. Align parent bottom nè. Chu. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm ở bên dưới. Thấy không? Rồi neo nó bên phải cái nữa. Là align gì ạ? Align right. Chu. Đấy, nó nằm ở góc bên phải, thấy không? Được chưa? Rồi. Cái này mà nếu mà các bạn mà để mà khỏi nó không bị đè lên dữ liệu á thì các bạn cho cái này là đặt ID cho nó. Các bạn đặt cái ID cho nó là floating button insert lớp học. Thì ở đây các bạn để cái này nè là above phía trên. Above cái anh này là ID là floating button insert. Đấy, nó đẩy lên thấy không? Thấy không? Nó đẩy lên nè. Nó chưa một chỗ nữa thấy không? Đấy. Rồi anh này để mà muốn cách bên phải, cách một tí, đừng để sẵn quá. Các bạn để cái margin để khoảng 8 dp. Đấy, nó sẽ nhích lên tí. Đỡ bị... Ok, rồi. Cái icon này xấu quá, các bạn có thể đổi thành icon khác. Nhưng thôi, bây giờ thử chạy lại nhìn nào, cái icon xem có đẹp không. Icon này hơi bị xấu, icon kia nó ngầm đỉnh nó màu đỏ. Thì bây giờ mình đổi lại cái icon màu đỏ cho nó đẹp. Icon này màu xám nè. Ủa sao cái này hình nó lấy lên luôn cái hình vuông này. Để cô đổi lại cái icon khác, chờ xíu chạy nhá, cô đổi cái icon khác nè. Rest rồi bone à. New vector asset nè. Thêm cái này add nè. Add nè. Ok nè. Cái này các bạn để 30 nè. Cái này để màu đỏ nè. Okay. Next finish. Ơ quên. Chữ xấu quá. Để nó dài quá. À rồi cái này lên. Ủa cái này lên màu đỏ đây nè. Đó. Đó màu đỏ chưa? Ok đẹp chưa? Đấy. Đây là floating button nè. Thì bây giờ cô khi click chuột vào đây, nó sẽ bật ra một cái activity mới hoặc là một dialog mới. Tùy các bạn nhé. Các bạn có thể làm dialog hoặc là làm cái activity. Hiểu ạ? Nhưng mà bây giờ chưa có thời gian demo cái activity. À cái dialog thì cô sẽ demo cái activity nhá. Rồi cô sẽ demo activity nhanh. Dialog nó cũng phải giảng các bạn nữa, phải có một buổi để làm về cái dialog nữa. Đây các bạn vào cái này, các bạn tạo cho cô một cái activity. Đấy, empty, các bạn đặt ra lớp học insert nhá. Lớp insert activity. Rồi. À ở đây các bạn thêm cho cô linear, để cho cô cái linear layout thôi. Đẹp ta sẽ làm sau ha. Ở đây các bạn để orientation, để vertical. Ở đây các bạn thêm cho cô mấy cái trường. Là một cái edit text. Match parent, drop content. Cái này để ID là txt mã lớp. Ok. Rồi edit text cái nữa. Txt tên lớp. Đó. Rồi các bạn thêm cái button. Wrap content, text.
là các bạn để là insert ID button insert lớp. Đó, cô tạo cái layout đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Để cô lấy dữ liệu thôi. Rồi bây giờ nhá, các bạn à, bây giờ các bạn từ cái anh này, từ cái main này, các bạn phải nhấn nút, click nút này, nó button này nó sẽ bay qua cái anh activity kia đúng không? Thì ta sẽ làm là tạo một cái floating button ở đây. Floating action button. Các bạn để ý cái package nè. Các bạn làm sao mà cái package của cái này nó giống cái package ở bên kia. Tức là ở bên này là cái package của nó là package như thế nào thì cái bên layout á thì cái package nó cũng y như vậy thì nó mới đúng. Không, hai bên nó khác nhau là lỗi ngay. Đúng không ạ? Cái này các bạn dễ bị lỗi bởi vì là các bạn add quá nhiều cái thư viện. Hiểu không? Các bạn thư viện mà design này nhiều lắm thì các bạn sẽ bị nhầm lẫn, nó nhiều lắm. Cứ add vô là nó nhận nè. Đây, cái này. Đây button insert đi à. Thì tao sẽ có là button insert sẽ gắn bằng file view by id. r.id.button insert. Cái này tôi chưa đặt cái floating button đặt chưa ta? À, là floating button insert lớp. Rồi ok. Rồi bây giờ ta sẽ có gì đấy ạ? Button insert chấm set on click đúng không? Listener new on click listener. Rồi các bạn gì đấy ạ? Intent ý sẽ gắn bằng new intent main activity chấm dit và ta nhảy qua anh nào ạ? Lớp insert activity chấm cơ class và các bạn start luôn. Start activity đưa cái y vào. Rồi chạy nha. Đấy cái button này là button insert luôn. Đấy bữa nào tôi chỉ cho làm một cái ở phía trên này nhưng mà không có đẹp đâu. Làm cái context menu á. Cái menu phía trên á, cái đấy là gọi là cái đấy gọi là option menu. Cái menu phía trên á nó gọi là option menu. Đây cô nhấn insert nè. Qua chưa? Ok. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ của ta sẽ là insert nó vào database. Đúng không? Sau cái này nó đóng lại và clip view nó hiển thị nó hơi bị dài ấy. Thôi cố gắng cho nó xong, về các bạn coi clip các bạn làm. Đấy nhá. Bây giờ anh này là tôi vào cái insert. Đây, lớp học ở đâu? Insert đây. Bây giờ tôi phải lấy mấy trường? Bước thứ nhất nào. Để insert nha. Bước 1. Ngay nào, bước 1 đó ta phải vào DAO, ta tạo một cái hàm. Ta có hàm read, bây giờ có hàm gì đấy hả? Create đúng không? Ok. Cái hàm create này tôi hiện tại chưa trả về gì, các bạn nhìn nào. Đúng ra hàm create thì thực ra không cần trả về gì cả, nó thực hiện hành động. Nhưng tôi sẽ cho các bạn một cái tình huống để các bạn xử lý á. Bây giờ như này. Đầu tiên cũng phải khởi tạo cái database của nó thôi. SQLite nè. Được không? Ta sẽ tạo là SQLite. Database DB sẽ gắn bằng new. À quên. Helper.readable get writeable. Tại vì cái read là đọc, còn ghi ta phải để write. Được chưa? Rồi ta tạo một cái. Có hai cách để làm. Một cách là ta tạo câu lệnh insert into. Cách thứ hai là ta sẽ làm dùng cái gói có sẵn của nó là cái class là content. Content value. Value gắn bằng new content value. Đấy. Rồi, bây giờ ta sẽ add dữ liệu vào content value. Bây giờ dữ liệu là lấy ở đâu ra? Dữ liệu tôi sẽ truyền vào đây đúng không? Tôi sẽ truyền một cái lớp học vào đây. Lớp. Vậy thì cái value tôi sẽ lấy từ lớp xuống thôi. Value.put. Cái đối số này nhớ nào. Đối số cái key á, đối số thứ nhất là nó trùng với cái tên của trường. Ví dụ tên mã lớp tên như nào thì các bạn đối số phải y như vậy. Ví dụ như là mã lớp, tôi phải copy cái mã lớp đưa vào đây.
phẩy lớp học chấm get mã lớp, được không? Đây, tương tự cái value chấm put. Đây, cái mã tiếp theo đó là tên lớp, các bạn làm giống nha. Đây, copy. Đấy, đây tôi để tên lớp phẩy lớp chấm get gì ạ? Tên lớp tôi dư à? Đó, ok rồi, bây giờ xong nào, ta sẽ có là db chấm, cái này là insert, đối số đầu tiên của nó là tên bảng. Tên bảng người ta cũng qua bên này, bảng tên là gì thì bên này tên bảng y như vậy, được chưa? Sau đối số thứ hai, đối số thứ hai của nó sẽ là, khoan tôi coi nào, đối số thứ hai là column hack, không có gì các bạn để null. Còn content value các bạn để cái value vào cho cô. Ok, là xong. Tức là xong cái này các bạn đã xong. À tuy nhiên, để tôi biết nó có thành công hay không thì ở đây tôi sẽ kiểm tra nó như sau. Tôi sẽ kiểm tra nó nè. Nếu cái này tôi sẽ trả về long, nó trả về long. Cái này là row gắn bằng cái này. Nếu mà cái row mà nhỏ hơn không, lâu mà row mà lớn không thì tôi sẽ return true. Còn ngược lại tôi sẽ else, tôi sẽ return false. Và đây cô để là boolean. Nếu cái này lớn không thì tôi sẽ, nó là thành công đúng không? Hiểu? Vậy cái hàm này nó thực hiện hai cái hành động, hai cái công việc. Công việc thứ nhất là chèn dữ liệu vào database. Công việc thứ hai nó trả về kết quả là đã thành công hay không thành công, đúng không? Hiểu không? Cái hàm này có hai việc lần đó các bạn. Hiểu không ạ? Hai công việc trên một hàm. Vừa thực hiện một cái hành động insert, vừa trả về kết quả. Nhiều cái họ sẽ không có cái phần này cũng được. À, nhưng cô thêm cái phần này để cô check xem là nó đúng hay là nó sai, có thành công hay không. Rồi bây giờ nè, hàm insert cô đã viết xong. Ok chưa? Hàm insert đã viết xong, các bạn có thể comment ở trên này. Comment này trên này. Đấy, là các bạn gì đấy ạ? À, các bạn là viết cái hàm này làm cái gì đó? Comment đấy. Vì hàm này là để insert dữ liệu. Đó, ví dụ như vậy các bạn có thể comment trên này. Ok. Rồi bây giờ tiếp nha. Ở trong cái lớp học insert này tôi làm thế nào để tôi insert nè, nghe nè. Bây giờ tôi sẽ có là 3 trường, tôi sẽ tham chiếu 3 trường luôn. Cái này ta sẽ có là edit text. Đâu edit text mã, edit text tên và có một cái button butter insert. Được chưa? Ta sẽ có gì đó, edit text mã sẽ gắn bằng file view by d r.id.txt mã lớp. Cái này cô copy ha. Rồi, cái này là tên lớp. Cái này là tên lớp. Cái này là butter insert. Cái này là butter n insert. Ok chưa? Rồi bây giờ nào, ta click vào insert thì nó sẽ chèn dữ liệu đúng không? Cái này cô chưa hề bắt lỗi nha. Bữa sau cô sẽ chỉ các bạn cách bắt lỗi. Cái này chưa hề bắt lỗi. Butter insert sẽ chấm set on click, new on click. Đó. Ở đây ta sẽ đầu tiên nào, tôi sẽ phải lấy hai giá trị này ra. Được chưa? Đây, string mã gắn bằng edit text mã chấm get text chấm toString. String tên gắn bằng edit text tên chấm get text chấm toString. Được chưa? Sau đấy tôi sẽ tạo một cái lớp học nha. Lớp học, lớp sẽ gắn bằng new lớp học. Đây ta đưa truyền mã truyền tên vào. Đúng chưa? Rồi nè, bây giờ ta mới insert này các bạn nào. Tôi gọi cái hàm này.
Bây giờ muốn gọi lớp down thì trước tiên tôi phải khai báo cái lớp down đã. Lớp down, down. À, ở đây cô sẽ để down bằng new lớp down. Truyền vào là contact đúng không? Contact ở đây là lớp insert activity.dit. Đây, phải truyền contact nó vào. Chấm dit. Rồi bây giờ nè. If các bạn kiểm tra nha, if cái down.create truyền cái lớp vào mà thành công thì tôi sẽ bảo với nó là tôi tót nó ra. Chấm make tag. Đó là lớp insert.dit phải là thành công. Đúng chưa? Ok. tot.langlong.show. Và khi nó thành công rồi các bạn finish luôn. Đóng luôn. Còn ngược lại thì bảo không thành công. Không thành công thì là thất bại. Fail. Được chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ chạy lại nha, nhìn nào. Rồi. Rồi chạy nha nào, cô insert nào. Nhớ 1111111111111 insert. Nó bảo là gì ạ? Thành công đúng không? Nhưng dữ liệu đổ ra đây chưa? Chưa. Bây giờ nhá, để muốn dữ liệu đổ ra ở đây thì tao phải làm công việc như sau. Nghe nào. Nghe nào. Khi cô đóng cái này rồi, cô đóng anh này lại rồi thì nó sẽ mở lại anh main activity, nghe nha, cái này hay nào. Nó mở lại anh này. Mà nó mở lại anh này thì tôi phải reload dữ liệu ra. Mà các bạn lưu ý nè, ta sẽ không thể viết hàm ở trong onCreate được, không thể reload dữ liệu trong onCreate được. Bởi vì hàm onCreate này nó chỉ chạy một lần duy nhất trong đời thôi. Mà khi các bạn đóng, các bạn mở lại, nó chạy hàm gì đấy ạ? OnResume đúng không? À, cho nên code của ta sẽ phải viết trong hàm onResume các bạn nha. OnResume. Đây. Rồi bây giờ tôi sẽ viết cái gì bây giờ? Tôi sẽ xóa hết, tôi clear hết cái anh data đi. Đây nè. Data. Chấm. Clear all. Clear hả? Clear. Rồi, xong data. Chấm add all. Add hết lại toàn bộ dữ liệu. Ta đưa cái gì vào? Ta đưa cái down chấm. Read all vào, đọc lại dữ liệu. Xong tôi phải notify. Nghe nha, đọc lại dữ liệu nè. Tôi phải notify lại cái anh gì ạ? Anh adapter. À, adapter. Anh này hay nè, adapter. Chấm notify data set trên. Đấy, phải có cái này. Nó mới refresh lại. Bây giờ chạy lại nè. Chạy lại nha. Nó gọi hàm, lần sau nó gọi là nó sẽ gọi hàm on resume. Rồi, chạy nhanh. Khi này là ta nhập 1111 đúng không? Ta coi nó có vô không nha. Vô chưa? Nhưng bây giờ tôi add lại cái khác nè. 222 nha. 222. Insert nè. Nó bảo thành công nè. Ra 22 chưa? Thấy chưa? Ok. Rồi pause đây đã.